Cuộc thi lên trời. Ngày xưa, mỗi năm Đông Hải Long Vương đều dán yết thị tổ chức cuộc thi vượt phủ môn để chọn ra loài vật xứng đáng nhất có thể hóa rồng, hỗ trợ làm mưa cho thiên giới. Hỡi thần dân thủy tộc của ta, năm nay cuộc thi vượt phủ môn hóa rồng do thiên giới tổ chức sẽ mở rộng phạm vi, không chỉ thủy tộc dưới biển mà hào kiệt ở khắp các sông hồ đều được ứng thí. Năm nay, loài vật nào vượt qua được phủ môn thì ngoài việc được hóa rồng lên thiên giới làm mưa, loài vật đó sẽ được giữ trọng trách trưởng ban thủy tộc, quyền năng ở thủy cung sẽ chỉ dưới ta mà thôi. Không thể bỏ lỡ cơ hội hóa rồng này. Ừ, đúng vậy. Còn một tuần nữa cuộc thi chính thức bắt đầu, chúng ta phải tranh thủ thời gian còn lại tập luyện thật chăm chỉ mới được. Kỳ thi năm nay, tâm lửa ta nhất định sẽ làm nên chuyện. Bạn tâm lửa à, năm nay không giống các năm trước, nghe nói cao thủ nhảy cao, lạnh cá chép cũng có mặt. Anh ấy nhảy vừa cao vừa xa, bạn có bằng anh ấy không? Thôi đừng đi thi thì hơn. Các khoai ơi, bạn đúng là cù lần. Đợi thì đợi đến bao giờ, cần luyện tập đến bao giờ nữa? Mình phải chớp cơ hội ngay. Đành đành chớp cơ hội, nhưng bản thân cũng phải có đủ bản lĩnh chứ. Bạn cá khoai ơi là bạn cá khoai, mình phải có mẹo chứ. Bản lĩnh chỉ có thể dựa vào rèn luyện mới có thôi, làm gì có mẹo nào. Bạn quá là nhát gan, thôi không nói với bạn nữa. Bạn không đi thì để tôi đi đăng ký một mình. Bạn tâm lửa, vì bạn là bạn tâm giao bao nhiêu năm của tôi nên tôi mới khuyên can, bạn nên nghĩ kỹ trước khi đăng ký. Yên tâm đây, bạn khỏi lo, cứ đợi đến ngày sơ loại xem tôi thi đấu, bạn sẽ thấy lát mắt luôn. Nào, cho tôi qua với nào. Anh tâm lửa này trông lạ nhỉ, chưa thấy năm nào đến dự thi cả. Mấy hôm sau, cuộc đấu sơ loại diễn ra, các thí sinh đều hứng khởi, hừng hực khí thế. Nổi bật nhất là anh cá chép hung, cực kỳ oai phong trong bộ áo vẫy vàng lấp lánh. Mọi người trông kìa, anh cá chép hung mới dũng mãnh làm sao. Tôi tin chắc anh ấy sẽ chiến thắng á. Chưa biết ai thắng được ai đâu. Các thí sinh sẵn sàng vào vị trí, cuộc đua sơ loại chuẩn bị bắt đầu, ngay sau tiếng rung chuông. Bạn ấy không nghe mình, cứ một mình đòi đăng ký, làm sao qua nổi đám cá to lớn kia đây. Trông anh cá chép hung oai phong thế kia. Không ngờ, cái mẹo để tôm lửa tự tin thi, dù chẳng có bản lĩnh gì, lại là một tiểu xảo. Nhưng lúc làn nước tung trắng xóa nên không ai để ý đến, nó bèn kẹp càng vào đuôi cá chép. Ồ, là tôm lửa cán đích đầu tiên kìa. Trời, không thể tin nổi. Rõ ràng tôm lửa ở đằng sau mình, sao đùng một cái lại nhảy đến trước mặt chứ. Lẽ nào là vậy, thảo nào lúc vừa phủ môn thấy đuôi hơi tê. Bạn đúng là khiến tôi kinh ngạc đấy. Nhưng đây mới là vòng sơ loại thôi, vẫn còn trận chung kết phía trước. Hả, sao cơ? Bạn kẹp vào đuôi cá chép, như vậy là gian lận. Nói nhỏ thôi nào. Bằng cách hay ho này, ngày mai nhất định tôi sẽ giành chức quán quân. Tôm lửa ơi, điều này không thể chấp nhận được. Tôi khuyên bạn ngày mai đừng tham gia trận chung kết nữa. Có bạn như anh thật là mất vui. Hy vọng chúng ta sắp được chứng kiến một cuộc thi mãn nhãn, tìm được anh tài đích thực. Nhưng cá chép hung lần này không cho tôm lửa cơ hội dùng mánh khóe nữa. Nó vờ như không biết tôm lửa đã kẹp càng vào đuôi mình. Nhưng đến phủ môn, cá chép hung quẩy mạnh đuôi một cái, tôm lửa lập tức văng ra xa. Trời ơi, tôm lửa, sao lại ra nông nổi này? Chuyện gì thế nhỉ? Tôm lửa hình như bám vào đuôi anh cá chép hung, bị anh ấy đá văng ra đấy. Thì ra là trò lừa đảo, tôm lửa sao có thể vượt qua được anh chép hung bản lĩnh chứ. Mừng anh chép hung đã vượt phủ môn, đã hóa rồng. Ta tuyên bố cá chép hung năm nay chính thức vượt phủ môn, hóa rồng. Cuộc thi năm nay đã tìm được người chiến thắng xứng đáng. Nhưng cá biệt đã xuất hiện thí sinh bày trò gian xảo trong cuộc thi. Tôi đã nói mà bạn không chịu nghe.
Trời gian trá, chắc chắn sẽ sớm lộ tẩy. Giờ thì chuốc lấy vạ chưa, còn có thể trách ai chứ. Thí sinh đó là Tôm Lửa sẽ bị nghiêm trị. Vết thương ở xương sống sẽ không bao giờ lành lại nữa. Và từ đây về sau, mãi mãi phải đi gù lưng để hối lỗi. Quý tộc cũng nên lấy đây làm gương. Đã tham gia ứng thí thì cần nghiêm túc chính trực. Vậy là Tôm Lửa chỉ vì mưu mẹo gian xảo của mình đã bị thất bại ê chề, bị thủy tộc khinh rẻ. Cú văng đập vào vách đá khiến cho xương sống nát vụn. Theo lệnh phạt của Long Vương cho sự gian trá trong cuộc thi vượt vũ môn của Tôm Lửa, đến ngày nay, loài Tôm Lửa nói riêng và loài tôm nói chung vẫn bị gù lưng là vậy. Tấm lòng người dân. Hôm nay chị Hòa đi đâu thế? Tôi sang xã bên có chút việc, vẫn có chuyện đất cát đó mà. Ê, chúc mừng chị, cuối cùng anh chị cũng đã mua được mảnh đất ưng ý. Cũng chật vật lắm anh à, vợ chồng tôi vun vén tích góp mấy năm trời mới tạm đủ anh ạ. Tốt rồi, hôm nay tôi sẽ đưa chị đến nơi, về đến chốn. Chưa xong việc chưa về. Cảm ơn anh. Đến chỗ ngã ba quẹo phải nha, quẹo trái là lên thành phố đấy. Vâng, tôi biết rồi, chị yên tâm. Trời ơi, con tôi, ai cứu con tôi với? Chị bình tĩnh, đừng gào thét lên thế. Giờ phải tìm cách đưa cháu bé lên bệnh viện càng nhanh càng tốt. Từ đây lên bệnh viện gần 100 cây số, cứ bồng chạy thế này e không kịp mất. Có chiếc xe nào quá gian thì tốt. Đồng không mong quạnh thế này đợi xe lâu lắm. Thôi chúng ta cứ thay nhau bồng cháu bé chạy dần đi. Ừ, đành thế vậy. Làm ơn, dừng lại cho tôi đi nhờ với. Giúp tôi với. Con tôi. Làm ơn Lập Phương, cho chúng tôi quá gian một đoạn với. Hình như đứa bé bị làm sao đó. Thôi đừng có dừng lại mình à. Nhìn là thấy rắc rối rồi. Đi thôi, đi thôi. Thôi, mình cứ đi tiếp đã. Có chuyện gì thế? Anh tài xế ơi, anh quẹo qua mấy chỗ người kia xem có chuyện gì vậy. Chị vừa nói đến ngã ba quẹo phải mà. Nhưng hình như mấy người kia có chuyện rắc rối gì đó. Có chuyện gì thế các bác? Cháu bé bị sao vậy? Cháu nhà tôi bị trâu hút. Chị có thể cho tôi đi nhờ lên bệnh viện cấp cứu cháu với. Ồ, được. Anh chị bồng cháu ngay lên đây. Thôi, chị và mẹ đứa bé đưa cháu lên bệnh viện nha. Tôi về làng báo bà nó lên sau. Được rồi, để tôi. Anh Tài ơi, chở chúng tôi lên viện nha. Chị không sang xã bên nữa hả? Sang đấy tính sao? Giờ cứu người quan trọng hơn. Xin hãy cứu con tôi. Mời người nhà bệnh nhân ra làm thủ tục nhập viện. Chị để tôi đóng trước cho. Tiền viện phí hết bao nhiêu vậy? Trời ơi, tôi biết lấy gì để báo đáp chị bây giờ. Trong người tôi không có đủ 100.000 nữa. Cháu đang nguy kịch. Việc quan trọng bây giờ là sức khỏe của cháu. Còn những chuyện khác chị cứ yên tâm. Tôi sẽ giúp đỡ trong khả năng của mình. Cảm ơn anh đã đợi. Chúng ta về thôi. Người nhà đứa bé đến rồi. Vậy là hôm nay chị không đi đặt cọc tiền nhà được rồi. Liệu ngày mai lên lại có được không? Không sao mà, giúp người hoạn nạn luôn là điều cấp bách nhất. Mảnh đất chắc giờ này nó đã thuộc về người khác rồi. Thời gian tới tôi sẽ tìm được mảnh đất phù hợp hơn thôi. Cuối cùng con cũng qua cơn nguy kịch. Thật cảm ơn ông trời. Mà người phụ nữ khi nãy là ai với mình? Chị ấy chỉ là người qua đường thôi à. Chị ấy đã giúp đưa con vào bệnh viện, đóng viện phí mà không hề hà gì. Tôi gặng hỏi mãi mới biết chị ấy tên Hòa, ở làng Đông. Thật hiếm có. Gia đình mình thật có phúc gặp được người tốt như chị ấy. Đúng vậy, trong khi bao nhiêu chiếc xe cũng lên thành phố, nhưng họ đều lướt qua. Mà hình như xe chị Hòa cũng đang có việc đi hướng khác, nhưng chị ấy vẫn quay lại. Thật là một con người tốt bụng. Niềm hạnh phúc thực sự. Em suốt ngày ôm lấy cái máy tính,
sống trong thế giới ảo mộng ấy rồi mụ người đi đấy. Chị thấy học đau học cũng nhàn, ba đã xin cho em chỗ đi làm thực tập sao em không đi? Mà ở công ty chị cũng đang tuyển thực tập sinh đó. Em không thích, tránh phải bó buộc mình vào bốn bức tường cơ quan với 8 tiếng một ngày, được ngày nào thì hay ngày nấy. Em học xong rồi thì có trốn việc cũng không được mà. Hey, chán cô lắm rồi. Thôi đứng dậy một lát, đến bệnh viện cùng chị đi. Chị đi xét nghiệm xem có mổ la xe được không, chẳng muốn đeo kính nữa. Ngại đi quá à. Mà thôi, em tiện đi in bài luận tối nộp luôn. Trời tháng năm nắng như đổ lửa mà lại đi đan áo len. Chị đang len thuê à? Không chị à, tôi đan cho con tôi. Ồ, chị đan sớm thế. Tôi đan cho kịp mùa rét. Giờ mới đầu mùa hè thôi mà, sao chị đan vội thế? Tôi đan cho 15 đứa trẻ, phải làm từ giờ mới kịp chị à. Có 15 đứa trẻ? Chúng đều là con chị hả? Vâng, chúng đều gọi tôi là mẹ. Tôi là mẹ nuôi ở làng trẻ mồ côi. Cô gái bé nhỏ này có trái tim thật bao dung. Chị đan nhanh vậy mà các mũi đan vẫn rất đều và đẹp. Với tốc độ nhanh thế này, chị sẽ đan xong trước lúc đông về thôi. Tôi sợ không kịp. Còn cả mùa hè và mùa thu dài dằng dặc nữa mà. Chị sao vậy? Nếu tôi nói gì không phải thì chị cho tôi xin lỗi nha. Không, tôi không sao. Chị ơi, mắt tôi vẫn rất sáng đúng không chị? Tôi không thể tin mình sắp bị mù. Sao chị nói vậy? Chị đừng buồn nữa. Có gì xin chị cứ tâm sự với tôi cho nhẹ lòng. Tôi sống một mình từ bé, được chăm sóc cho những đứa trẻ mồ côi cùng phận với mình là niềm hạnh phúc duy nhất của tôi. Thế mà giờ tôi sắp không nhìn thấy nữa. Khối ung thư ác tính đang chèn lên dây thần kinh thị giác của tôi. Nó đang lớn dần lên từng ngày. Bác sĩ nói đã quá muộn để tiến hành phẫu thuật. Chị, tôi không còn sống được bao lâu nữa. Với kẻ không người thân như tôi, điều đó cũng chẳng phiền đến ai. Nhưng những đứa trẻ khiến tôi còn bận tâm, Tôi muốn tự tay đan những chiếc áo len ấm áp cho chúng. Mùa đông năm nay và những năm sau nữa, tôi chỉ ước những ngày cuối đời được cống hiến như những người khỏe mạnh, bình thường. Mỗi chiều nhìn từng tớp người tan sở, tôi thấy thèm cái cảm giác được làm việc, được bận rộn như họ. Tránh phải bó buộc mình vào bốn bức tường cơ quan với 8 tiếng một ngày, được ngày nào thì hay ngày nấy. Cô ấy mơ ước được đi làm, trong khi mình ra sức chối từ, trốn tránh những điều mà với cô ấy là cả một niềm hạnh phúc lớn lao. Mời chị Hoàng Lan. Chị để tôi cầm giúp, chị vào khám đi. Bạn em đấy à? Vâng, em ngồi đợi bạn ấy. Chị cứ về trước nhé. Mà chị ơi, hôm nay đi làm chị đăng ký cho em thực tập ở công ty chị nhé. Ôi, trời sắp mưa bão hay sao? Mới sáng ra em còn chối đây đẩy, nói ghét bị bó buộc cơ mà. Chị nhớ đăng ký cho em đó nha. Những cuốc xe ôm. Ba ơi! Ba ơi! Ba! Ôi, con gọi ba à? Ba bận nghĩ gì mà con gọi mấy lần cũng chẳng biết thế. À, ba đang tranh thủ làm nốt cái báo cáo. Cuối năm nhà máy nhiều việc quá. Ba ơi, ba cho con học thêm tiếng Anh nhé. Nghe mấy đứa bạn con nói, có cô giáo mới về dạy trường chuyên, sắp mở lớp ở nhà, dạy hay lắm. Con cũng muốn đăng ký theo học một khóa xem sao. Sắp tới thi cuối kỳ rồi. Ừ, con chịu khó học thế là tốt. Ba rất ủng hộ. Nhưng thấy các bạn bảo lớp này học phí hơi đắt mà lại phải đóng đầu khóa cơ ba ạ. Nếu muốn đăng ký thì phải đăng ký và đóng sớm, không thì lại hết suất mất. Từ giờ tới cuối tuần là chốt lịch rồi. Thế à, để ba xem nào. 2 tuần nữa ba mới có lương. Thế à, hay là để được sau con học,
đột ngột quá, e ba chưa chuẩn bị kịp, nhà mình cũng còn nhiều khoản phải chi. Không, không, không sao, con đừng lo, từ giờ đến cuối tuần, thế nào ba cũng đưa đủ tiền cho con đóng học phí. Hay quá, con cảm ơn ba. Một tháng sau. Trung ơi, Trung, chiều nay khối mình tổ chức giao lưu bóng đá với khối hóa, cậu nhớ đi nhé. Chiều nay à, chiều nay thứ năm, mình có lịch học thêm tiếng Anh, một tuần chỉ có 2 buổi thôi. Ôi, học chính thì mới lo, học thêm có thể nghỉ một buổi được mà. Trận này quan trọng lắm, khối mình mà thua thì bé mặt, mà không có cậu thì mất đi hẳn một chân sút. Nhưng, cậu mà không đi là chúng nó trách đấy. Cậu không nghĩ đến màu cờ sắc áo của cả đội à? Thằng Đức hôm nay ốm đã vắng mặt rồi, cậu mà cũng nghỉ nốt thì còn đá đấm gì nữa. Mình đi mà nhé. Được rồi, đi thì đi, phải thế chứ. Đã quá, đúng là một trận thắng vang dội. Hội lớp hóa tiêu nghỉu, không còn nói gì được luôn. Lần sau đố dám gạ bọn mình đâu. Trung hôm nay lập công lớn nhé, ghi hẳn 2 bàn đẹp như Beckham. Thế mà sáng còn rủ mãi mới chịu đi. Công nhận, hôm nay cậu đá xuất thần thế. Gớm, làm gì mà khen kinh thế, nổ cả mũi. Hôm nay vui thật, đúng là phải nghỉ một buổi học cũng đáng. Gửi cậu 20.000 tiền xe ôm. Vâng, con xin cụ ạ. Sao? Chẳng phải... Bà đây ư? Xe ôm, cho tôi ra chợ cái. Vâng ạ, tôi đây. Sao ba bảo dạo này nhà máy nhiều việc nên phải ở lại làm thêm giờ? Hóa ra không phải, tan giờ làm ba chạy xe kiếm thêm ư? Ba thì phải tranh thủ đi xe ôm kiếm tiền cho mình đi học thêm, còn mình thì... Thôi, các cậu ngồi nhé, mình phải đi có việc. Thằng Trung sao thế nhỉ? Ba ơi, con đã hiểu ba làm thêm gì rồi. Con thương ba quá. Không sao, vì con, ba có thể làm tất cả. Chúng ta sẽ đóng góp một tiết mục đồng ca và một tiết mục múa vào cuộc thi văn nghệ thiếu nhi toàn tỉnh. Lần này, cô nghĩ chúng ta nên chọn tiết mục múa chim công, các em thấy sao? Nếu múa chim công thì còn ai xứng đáng hơn Hoa nữa chứ? Bàn tay bạn ấy vừa đẹp, vừa trắng dài, vừa mềm mại, lại vừa búp măng. Phải đấy, có ai có được bàn tay đẹp như cậu ấy? Hoa cố gắng lên nhé, tớ tin chắc chắn cậu sẽ giành được giải nhất. Đúng là đôi tai của mình đẹp thật. Trong lớp chẳng có bạn nào tai đẹp được như mình cả. Mình nhất định sẽ giành giải nhất trong cuộc thi sắp tới để các bạn càng nể phục mình hơn. Hoa ơi! Hoa! Dạ, con xuống ngay đây ạ. Mẹ gọi con ạ. Con gái của mẹ đã lớn rồi. Để mẹ chỉ cho con học dần cách nấu ăn. Hôm nay con giúp mẹ nhặt rau nhé. Ấy, không được đâu mẹ à. Sao thế? Sao lại không được? Mẹ ơi! Con cũng muốn giúp mẹ lắm, nhưng con sợ sẽ làm xấu đôi tay đẹp của con mất. Khi nhặt rau, nhựa rau sẽ làm bẩn móng tay con. Rửa rau thì sẽ khiến da tay con bị nhăn vì phải ngâm trong nước lâu. Còn luộc rau, không khéo làm tay con bỏng mất. Thôi, hôm nay con còn nhiều bài tập lắm ạ, mẹ làm giúp con nhé. Này, con bé này, thật là... Hôm nay lại có món táo con thích rồi. Mẹ ơi, mẹ gọt táo cho con ăn nhé. Mẹ cũng muốn gọt táo cho con ăn lắm, nhưng con dao gọt hoa quả mẹ mới mua sắc loáng. Mẹ sợ đem ra dùng sẽ làm nó cùng mất.
Ơ, sao lại thế ạ? Con gái yêu, ba có quà cho con đây, con có thích không? Ơi, đôi giày đẹp quá, con cảm ơn ba. Mai con sẽ đi nó đến trường, thế nào các bạn con cũng tấm tắc khen cho mà xem. Ấy, không được đâu con à, đôi giày này chỉ để ngắm thôi, con mà đi sẽ làm nó mòn và cũ mất. Ba nói gì vậy? Ba mẹ hôm nay lạ quá, mẹ thì nói dao không dùng để gọt. Ba lại bảo giày không dùng để đi. Thế thì khác nào chúng là những đồ vật vô dụng đâu ạ? Con nói đúng lắm. Thế là thế nào ạ? Con gái à, vậy là con đã hiểu rồi đấy. Con dao, đôi giày cũng như đôi tai của con, nó chỉ đẹp khi làm những việc có ích. Ai có đôi tai biết lao động, chia sẻ công việc với người khác đều là những người có đôi tai đẹp. Con xin lỗi ba mẹ, con sai rồi. Bây giờ thì con đã biết thế nào là một đôi tai đẹp. Con gái ngoan lắm. Cây xoài của Nam. Đúng là một cái cây khỏe mạnh, nắng hay mưa cũng không quật ngã được. Ôi trời, sấm sét mưa gió thế này, không biết cây xoài của ta có trụ nổi không nữa. Sống sót qua giông tố như vậy thì không gì có thể quật ngã cây xoài của ta được nữa. Bác Nghĩa cũng trồng cây đó à? Thấy cây xoài của cậu tỏa bóng mát mà tôi cũng thèm nên mới trồng cây non. Mong rằng sớm cho trái ăn, lại cho bóng mát ngã lưng nữa thì tuyệt. Đúng đó bác à, trồng một cái cây đâu tốn nhiều công sức mà lại vừa được ăn quả, vừa được bóng mát, lời cả đôi đường còn gì. Cháu chào bác. Chào cháu. À ha, Nam nè, bác đang quét vôi để ngừa sâu bệnh cho cây, vẫn còn thừa vôi đó. Cháu có muốn lấy để quét cho cây xoài của cháu không? Bác xem, cây xoài to lớn như thế kia, đến sấm chớp còn không quật ngã được, thì mấy con sâu làm được gì nó chứ? Chỉ có cây non mới cần quét vôi thôi bác ạ. Sao chưa đến mùa thu mà cây xoài đã rụng hết lá rồi? Cái gì? Chuyện này là sao? Trời ơi! Hóa ra lũ sâu mọt nhỏ bé thế mà lại có sức mạnh hơn cả giông tố. Có thể hạ gục cây xoài cao lớn của ta hay sao? Tất cả là tại ta đã chủ quan coi thường chúng. Đúng là tại ta. Tại ta. Lão nhà giàu keo kiệt. Xin ông đừng lấy đất nhà con. Con hứa sau một tuần con sẽ trả ông đầy đủ cả gốc lẫn lãi. Bây giờ và một tuần nữa thì có gì khác nhau chứ? Chi bằng cứ lấy đất trừ nợ luôn cho xong. Cả nhà con chỉ có vài sào đất, vừa trồng cấy vừa để ở. Bây giờ ông xiết nợ hết thì vợ chồng, con cái con biết ở đâu? Ở đâu mặc kệ nhà các ngươi. Tiền của ta đến hạn ta phải lấy. Nô đâu? Mang giấy bút lại đây cho nhà dần ký. Mày làm cái gì thế? Nhanh cái chân lên. Dạ vâng ạ.
Thưa ông chủ, nước của con mực đây ạ. À, chắc con khát lắm phải không? Nào, uống đi. Cẩn thận, cẩn thận kẻo sặc con nhé. Giá như con nói được tiếng người thì tốt biết mấy. Lúc đó, ta không những nghe được tiếng lòng của con, mà còn thỏa sức làm tiền thiên hạ mỗi khi họ muốn nghe con nói. Đúng là lão già tham lam, cái gì lão cũng có thể quy về tiền được. Đã vậy thì... Thưa ông chủ, con biết một vị tu sĩ trong núi có phép thần thông quảng đại dạy chó nói tiếng người. Nếu ông đồng ý cho con dắt con mực đi học, chắc chắn trong 3 tháng nó sẽ biết nói y như con ạ. À, có thật không? Tất nhiên là thật ạ. À, thế học phí là bao nhiêu? Dạ, 5 nén bạc ạ. À, 5 nén bạc của ngươi đây, ta cho thêm ngươi 1 nén làm lộ phí. Dạ, con cảm ơn ông chủ. Cha ơi, con về rồi đây. Nô về đấy à con, đã ăn gì chưa? Dạ, con được nghỉ mấy ngày, tranh thủ về thăm cha, tiện thể dắt con mực này về để cha nuôi cho đỡ buồn. Còn đây là 5 nén bạc, con nhờ cha mua cho con mấy sào ruộng để sau này có vốn cưới vợ. Được rồi, được rồi, những việc đó tính sau, mau vào nhà ăn cơm đã. Con mực đâu? Sao ngươi lại về một mình? Thưa ông chủ, con không ngờ con mực lại vô ơn bội nghĩa đến thế. Sao? Ngươi nói sao? Thưa ông, vị tu sĩ đã dạy nó nói được tiếng người đàng hoàng như con. Vừa thấy con là nó kêu tên con ngay. Nhưng ngay lúc đó, nó nói rằng... Nói rằng... Nó nói gì? Ngươi mau nói đi. Nó nói rằng... Tôi mà về nhà, ông chủ sẽ biết tay tôi. Tôi sẽ kể hết tội ông ta đã làm bấy lâu nay, như vay lấy lợi cắt cổ, gạt người lấy của, kiện cáo đoạt nhà, cướp ruộng thiên hạ, lo lót quan trên, hãm hại dân lành cho mọi người biết. Sau đó tôi sẽ tố cáo ông ta trước mặt quan phủ, để ông ta phải ngồi tù và bị tịch thu tài sản. Nó nói thế thật sao? Dạ, nó còn nói nhiều lắm, nhưng con không dám thuật lại cho ông nghe. Tóm lại là nó biết hết các chuyện ám muội của ông và nhất định cho ông vào tù. Ông đừng sợ, nghe nó nói ông chủ thế, còn tức quá đã lấy búa chém chết nó rồi ạ. À, thật là phúc đức, cảm ơn mày nhiều lắm. Xin lỗi em. Anh à, sao thế em? Hay là vợ chồng mình gửi chú Út đến trại tâm thần? Em nói gì? Dù sao chú ấy cũng là em ruột của anh, làm thế coi sao được. Nhưng mà... Đói, đói. Chưa có cơm. Ăn, ăn. Cướp, cướp. Không được, để cháu ăn cơm. À, nóng quá. Ra ngoài ngay. Em xin lỗi. Em đang làm cái gì thế? Chú ấy có biết gì đâu mà em đánh chú ấy. Không biết gì hả? Anh xem nó đổ cả bát canh nóng vào người em đây này. Anh còn bên nó nữa. Chỉ có một chút canh sao mà em làm to chuyện thế? To chuyện hả? Anh có biết đứa em tâm thần của anh làm em mệt mỏi, ức chế thế nào hay không? Không, đừng đánh. Con ơi, khoai không, cứu con với.
mẹ đi rồi. Đừng sợ, có mẹ đây rồi con à. Chị thật có lỗi với em, đừng giận chị nha em. Người có khuôn mặt xấu xí. Đúng là một năm được mùa nên dân chúng mới no đủ như vậy. Chắc chắn nhà vua sẽ rất hài lòng. Này, anh có biết người đàn ông mặt dài như ngựa đi cùng hai tên lính đằng kia là ai không? Ấy, đó là đại nhân Gia Cát Tử Luân, công thần bên cạnh hoàng thượng đấy. Đừng có nói năng linh tinh mà mang tội vào thân. Ồ, hóa ra lời đồn bấy lâu về khuôn mặt ngựa của ông ta quả không sai chút nào. Con trai ngoan của ta đang đọc sách gì thế? Dạ, cha đã về. Con đang đọc bộ Tứ Thư Ngũ Kinh mà hôm trước cha giao cho con ạ. Tốt, tốt lắm. Đúng là con trai ngoan của ta. Bẩm đại nhân, bẩm đại nhân, hoàng thượng vừa sai người tới mời ngài ngày mai vào dự yến tiệc trong cung. Được, ta biết rồi. Cho ngươi lui. Cha, sao được mời đi dự yến tiệc mà cha lại lo lắng như vậy? Con không biết đó thôi. Hoàng thượng luôn chọc các đại thần để mua vui mỗi khi có yến tiệc. Xem ra các quan đại thần ai cũng đều bị hoàng thượng chọc ghẹo rồi. Giờ chỉ còn mỗi cha là chưa bị chọc quê bao giờ thôi. Thì ra là cha đang nghĩ cách để đối phó với chuyện đó. Hay là cha cho con đi cùng? Nếu có chuyện gì, con sẽ nghĩ cách giúp cha. Hai cái đầu chắc chắn sẽ hơn một, cha ơi. Được, vậy cha sẽ cho con đi cùng. Người đã chuẩn bị thứ ta dặn chưa vậy? Hoàng thượng yên tâm, thần đã chuẩn bị đầy đủ. Chắc chắn hoàng thượng sẽ có màn vui ra trò. Các khanh đã có mặt đầy đủ. Trước khi yến tiệc bắt đầu, ta có thứ này muốn khoe với các khanh. Chẳng là cách đây không lâu, Gia Cát Tử Luân có tặng ta một món quà rất đẹp. Người đâu, mau mang vào đây. Ta không hề dâng tặng hoàng thượng món quà nào cả. Gia Cát Tử Luân. Đúng là Gia Cát Tử Luân mặt ngựa. Thế nào, các khanh thấy sao? Hay, hay lắm thưa bệ hạ. Tâu bệ hạ, thần có thể viết thêm chữ vào tấm bảng kia không? Đó là Gia Cát Khác, con trai của Gia Cát Tử Luân. Thưa hoàng thượng, viết thêm à? Được, người có thể viết thêm, chứ không được xóa đi bất kỳ một chữ nào. Ngựa của Gia Cát Tử Luân. Quả là con hơn cha, thằng bé này ứng phó thật giỏi. Ngày mai ắt sẽ là một nhân tài. Hay, hay lắm. Vì Gia Cát Tử Luân có cậu con trai thông minh hiếm có như vậy, ta sẽ ban luôn con ngựa này cho hai cha con. Giá trị của thử thách. Cây roi này cứ xum xuê mãi, bóng che hết cả góc vườn rồi mà chẳng thấy quả đâu. Cái Linh nó chăm bẩm cây từ nhỏ đến giờ, cứ trông ngóng cây ra trái đầu mùa mãi. Nó quý cây roi này lắm đó anh. Chỉ được cái tốt mã, cành lá thì rõ lắm, chẳng ra quả gì cả. Để tôi chặt quách nó đi. Chặt đi ư? Thì để làm gì? Ôi ba ơi, ba chặt cây roi ư? Ba ơi dừng lại đi, sao ba lại chặt nó thế? Cây roi này nuôi bao nhiêu năm rồi mà không cho quả. Ba chặt nó đi để trồng cho con cây khác. Con không chịu, ba đừng chặt nó mà ba.
Thôi được rồi, nhưng phải đánh đòn cho nó một trận. Đánh đòn gì mà lại thế, nó sẽ chết mất ba ơi. Thế này còn chưa đủ đâu, để ba cho nó mấy nhát nữa. Ôi không, đừng mà ba, con xin ba đấy, ba tha cho nó đi, nó chừa rồi mà, nó sẽ ra quả mà. Thôi được rồi, ba tha cho nó. Bắt đền ba đấy. Con gái con đứa, nhõng nhẽo quá. Trời ơi, Roi ơi là Roi, tại mày ham chơi không chịu ra trái đấy, bị chặt thế này rõ là đau, tội nghiệp chưa? Một thời gian sau. Linh ơi, dạo này con không ra thăm cây roi nữa hả? Hả? Cây roi ư? Ờ, nó chết rồi sao hả ba? Con ra đây cùng ba sẽ biết. Nhưng con không muốn xem nó bị... Cứ ra đây nào. Giờ nó vẫn khỏe mạnh, lại còn ra rất nhiều hoa nữa. Con thấy không, ba đã chặt nó khiến nó bị thương. Trước những khó khăn ấy, bản năng sống, bản năng sinh tồn của cây roi đã trỗi dậy, giúp nó vượt qua nỗi đau, vươn lên và làm việc cực lực để rồi có được hoa thơm trái ngọt như hôm nay. Con người chúng ta cũng thế, cuộc sống quá đầy đủ, nhiều khi lại chẳng nên người. Ngược lại, càng gặp khó khăn, thử thách thì người ta càng phải nỗ lực vươn lên, đấu tranh giành lấy hạnh phúc và đạt được những thành quả tốt đẹp nhất. Cây roi thật giỏi, con cũng sẽ phải học tập nó, vượt qua mọi thử thách, khó khăn để vươn lên trong cuộc sống, phải không ba? Đúng vậy, con gái yêu của ba. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.